Tôi biết, bạn cũng phải biết. Vải không dệt trải giường cần thiết cho cơ sở phun xăm, spa, đảm bảo vệ sinh, phòng chống lây nhiễm, giữ sạch sẽ và bền màu cho giường. Tấm vải lót cần được trải trước khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp. Vải có độ cong hoàn hảo, viền xé tiện lợi, không cần dùng kéo. Một cuộn vải không dệt có kích thước 80x180cm. Một cuộn có 50 miếng. Khoan! Sao mà một kích thước được, phải có tận 4 kích thước để chị em lựa chọn. Cuộn vải kích thước 80x180, định lượng 25g, có 3 màu, trắng, xanh, hồng. Kích thước 80x180cm, định lượng 40g, có 2 màu, trắng, xanh. Kích thước 60x180cm, định lượng 25g, có 2 màu, trắng, xanh. Kích thước 60x180, định lượng 40g, có 2 màu, trắng, xanh. Kích thước 60x60, định lượng 25g, có 2 màu, trắng, xanh. Kích thước 80x200, định lượng 25g, có 2 màu, trắng, xanh. Và đây, bên em vừa mới về dòng vải chất liệu kháng khuẩn với chất liệu vô cùng dày dặn, độ căng không thể chia vào đâu được. Cuộn vải này có kích thước 80x180cm, 2 màu, trắng và xanh. Sản phẩm hiện đang có sẵn tại Việt Nam Tattoo Shop. Chị em nào cần số lượng lớn cứ liên hệ nhé.